Mến chào cả nhà. Bữa nay mình lại ra đồng đồng hoa giấy. Ở đây là làng hoa giấy Tân Dương nên chung quanh đó, ở phía sau là nguyên cánh đồng hoa giấy rất là nhiều. Và ngoài trồng hoa giấy ra, nhà vườn trồng mai vàng rất là nhiều. Và mai vàng là đã sửa đế hết rồi, rồi mới bắt đầu cho bung tàn lên. Còn chủ yếu mình quay là quay hoa giấy. Hoa giấy phát triển rất là nhanh luôn, chỉ cần bón phân thôi, bón một tuần hoặc là 10 ngày bón một lần thì cái phôi á, chủ yếu là nuôi cái phôi, cái rễ hoa giấy á, cho to lên rồi nhà vườn mới xuất bán, trồng rất là nhiều và hàng loạt luôn. Mình đi tham quan nha cả nhà. Chỉ cần trồng một tháng thôi, mình quay lại cái vườn là mình đã thấy khác rồi. Cây hoa giấy nó phát triển rất là nhanh luôn. Từ cái hôm giống, nhà vườn đã để sẵn trong chậu rồi, cây nó tốt lên mới đem ra đất. Và khi đem ra đất trồng thì cây nó rất là nhanh phát triển luôn. Và trồng theo cái mô hình như vậy nè cả nhà. Thứ nhất là không bị ngập nước. Nếu mà cây hoa giấy bị ứ nước mưa là tất cả các lá trên cành nó sẽ tuột lá hết. Nó làm cho cây hoa giấy mình sượng lại, không có tốt. Còn đắp mô mà một hàng như vậy là theo rãnh rãnh hết, cho nước mưa chảy xuống đều hết, rãnh xuống đều hết, không bị ứ nước nên cây nó rất là mau phát triển luôn và lá nó rất là tươi tốt luôn cả nhà. Đây đó. Chỉ cần là một năm là thu hoạch bộ rễ phôi hoa giấy rất là to luôn. Bên kia là thu hoạch được rồi, nhưng mà do là giá không được nên nhà vườn để lại, nhà vườn sẽ tự cắt kép. Còn cái này là mới trồng lại một tháng hơn thôi mà cây nó phượt phượt luôn. Trồng từ hôm giống, nhưng mà hôm giống phải sửa xong. Sửa rễ, mình nói sửa rễ là do là đặt lên từng chậu trên mặt đất, rễ nó bệnh lại rồi nhà vườn mới bắt đầu đem ra trồng. Và trồng thì trải bạt như vậy thì không phải làm cỏ nhiều đó. Chỉ cần tưới thôi. Mỗi lần mà mình đi ra vườn hoa giấy là cả nhà sẽ thấy không có ai, tại vì trồng hoa giấy ít chăm sóc lắm, chỉ cần bón phân. Còn hớm rài là trời mưa liên tục nên rất là ít thấy nhà vườn. Bên này là vườn của mình. Vườn mình thì trồng mít thái với hoa giấy với lại mai vàng. Ở đây cũng trồng mai vàng rất là nhiều luôn. Mai vàng thì được nhà vườn cũng đắp mô và sửa đế hết rồi. Sửa đế lúc nhỏ đó, sửa dưới này hết rồi, rồi bắt đầu mới cắt tỉa bung tàn lên. Rất là nhiều hoa kiển luôn. Đây là những cái phôi hoa giấy mà khi mà bị lột cái chậu ra rồi nhà vườn mới thu hoạch. Lột sẵn cái đế ra hết rồi đó. Cây già nên hoa rất là nhiều và rất là đẹp. Mình quay buổi chiều nên thấy hơi tối một chút nha cả nhà. Chiều giờ này cũng gần 5 giờ mấy rồi. Đó, là hiện tại thì giá một phôi ở dưới vườn, ngay phôi to như vậy nè, là người ta mua chỉ có 100.000 nên nhà vườn không bán. Nhà vườn để lại, nhà vườn ghép và nhà vườn mới xuất bán. Một phôi to chi nhánh rất là đều và đẹp luôn. Phôi rất là thích luôn. Dài dài 1.000 m² á, thì thường nhà vườn trồng là được ít nhất là 2.000 đến 3.000 cây. Ít nhất là 2.000 cây hoa giấy rất là nhiều luôn và trồng liên tục luôn. Bạc ngàn hoa giấy với mai vàng. Còn ở trong nhà là nhiều khi nhà vườn trồng kết hợp với kiển lá nữa cả nhà. Rất là nhiều. Chiều dạo một quanh vườn một vòng. Nhìn bên kia là vườn của mình, là vườn giấy Mỹ bên mình nè. Giấy Mỹ mình thì thu hoạch cũng được rồi, nhưng mà mình thấy phôi còn nhỏ quá, mình nuôi thêm nữa.
Còn bên này thì phôi to to không đó, phôi to to không mà hoa rất là nhiều luôn, rực rỡ luôn cả nhà. Nhưng mà nhà vườn không xuất bán là do giá rẻ quá nên nhà vườn để ghép về nhà vườn bán thì ngợi hơn đó. Rồi mình cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh. Kênh mình thì không mua bán, chỉ chia sẻ giúp nhà vườn thôi. Mình xin kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt cả nhà. Cây mai này mới chỗ hoa sắp tàn nữa.